Hey, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lam Tà. Và sáng hôm nay thì Brian xin mời tất cả các bạn đi với Brian đến một cái thành phố. Thành phố này tên gọi là Gatlinburg ở Tennessee các bạn. Thì ngày hôm nay là một ngày lễ lớn ở Mỹ. Đây là ngày lễ gọi là Memorial Day của Mỹ. Thì ngày lễ này là để tưởng nhớ những người lính đã giống như là hy sinh trong những khi mà phục vụ cho quân đội Mỹ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chuyến du lịch ngắn trong vòng 2 ngày đến thành phố Gatlinburg ở tiểu bang Tennessee các bạn. Ok, và bây giờ xin mời các bạn đi theo mình nha. Xíu rồi thì bây giờ mình ghé vô cái chỗ cây xăng này để mình mua cà phê. Thì thường thường những cái đoạn đường mà để mình đi xuyên bang ở Mỹ á là sẽ có rất là nhiều cây xăng ở dọc đường để mình có thể ghé vào. Thì trong cây xăng nó kể bán cà phê, bánh trái, tức là đầy đủ trong cây xăng luôn. Thì mình ghé vô mình mua cà phê rồi mình đi tiếp các bạn. Đây, ngày hôm nay mình có hai người bạn đồng hành của mình là Brandon với lại Haruka. Brandon là người Việt Nam các bạn, để ở Mỹ, còn Haruka là bạn gái của Brandon, thì Haruka là người Nhật. Máy pha cà phê này giờ mình mix đó, mình chọn mọi thứ một chút lại. Ok các bạn, mình đang đi vào địa phận của thành phố Cherokee của tiểu bang North Carolina. Thì ở thành phố này có một bộ phận người da đỏ sống ở đây. Nhưng mà hiện tại thì người da đỏ cũng không còn nhiều ở Mỹ nữa các bạn, rất là ít. Thì ở thành phố Cherokee này có một cái sòng bài rất là lớn. Thì mình thấy là đa số những người dân Mỹ hay đi qua cái tiểu bang North Carolina ở thành phố Cherokee này để chơi bài ở đây. Thì mình đi khoảng một tiếng nữa thì mình sẽ tới thành phố Gatlinburg của tiểu bang Tennessee. Ở đây mình có cái đội mô tô của người Mỹ, họ đi road trip các bạn. Mỹ mà ở, đặc biệt ở khu vực mà miền quê country thì họ rất là thích đi mô tô để mà đi chơi từ bang này từ bang khác. Thường thì họ đi theo nguyên một cái đoàn giống vậy. Dạ, đường này các bạn thấy rất là đẹp không? Gosh.
các bạn, mình còn khoảng 50 phút nữa là mình sẽ tới thành phố Gatlinburg ở tiểu bang Tennessee, và mình đang đi vô trong với cái đường nhỏ trong này rất là đẹp các bạn. Cái đường nhỏ này chỉ có một lane đi và một lane về thôi, nhưng mà cảnh hai bên rất là đẹp. Tại vì cây có rất là nhiều thì mình nghĩ đây là đang đi xuyên qua núi. Thì ở phía bên phải là có mấy cái có cái dòng suối nữa. Phía bên phải mà là có cái dòng suối nhỏ thì người ta hay đi mấy cái phao các bạn. Đó, người ta nằm trên mấy cái phao đó rồi để trôi theo cái dòng suối đi. Rất là hay. Thì mình thấy là rất là nhiều người Mỹ họ đi đến khu vực này để mà đi hiking. Hiking là một cái bộ môn mà đi bộ, các bạn đi bộ xuyên rừng và xuyên núi. Thì nó tùy theo cái độ khó của tùy cái mỗi cái khu vực mà các bạn đi. Thì ở Mỹ, đặc biệt là ở bên tiểu bang của mình hoặc là những cái tiểu bang ở gần bên này, có rất là nhiều những cái đường để đi mà hiking giống như vậy. Thì sau này nếu mà có dịp đi hiking, mình sẽ quay video cho các bạn xem về cái bộ môn hiking của người Mỹ. Ok, còn bây giờ thì các bạn có thể là thưởng thức được cảnh đẹp ở đây. Rất là tuyệt vời các bạn. Thành phố thì không có đường. Đây các bạn thấy không, có một con suối nè. Đó, con suối chảy dọc theo cái đường này. Thì một số người đứng lại để chụp hình. Và con đường này rất là dài. Mình nghĩ là mình cứ thoải mái mình lái rồi mình tận hưởng cái cảnh đẹp của thiên nhiên các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Khi mà các bạn đi những cái chuyến đường đi road trip giống như vậy, các bạn lái xe đi qua tiểu bang này qua tiểu bang khác, thì các bạn mới thấy là cái nước Mỹ nó rộng cỡ nào. Thì xung quanh mình lúc mà trên đường đi các bạn thấy không, là xung quanh toàn là cây cối mà rất hiếm khi các bạn thấy nhà. Khi mà các bạn đi ra những cái xa lộ, rất hiếm khi các bạn thấy nhà. Điều đó chứng tỏ có nghĩa là diện tích của nước Mỹ rất là lớn, và các bạn đi nói chung là còn rất là nhiều những cái cảnh đẹp cũng như là cái địa điểm mà mình chưa thể khám phá được ở nước Mỹ này. Rất là hùng vĩ luôn các bạn, đi sát sát luôn phía dưới. Ở dưới là một cái thung lũng luôn. Rất là sâu các bạn, rất là sâu. Okay. Các bạn thấy không? Những cây bạc ngàn, nước Mỹ bao la, mình phải dành hẳn một cái video này để làm về cái vẻ đẹp về dòng đường nước Mỹ. Rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình đi lại coi đây có một cái bảng về thông tin.
lần. Ở đây là cái khu vực Red Smoky Mountain National Park. Đây là công viên quốc gia núi Red Smoky. Đây là một cái núi rất là đẹp mà người Mỹ người ta hay đi, người Mỹ hay đi hiking ở đây. Ở đây cũng có một lịch sử về người ta có một cái nhà máy về làm gỗ các bạn. Người ta cưa gỗ, người ta làm giấy ở đây. Đó, người năm 1920. Ở đây người ta làm hẳn một cái chỗ để các bạn đậu xe để mà đứng lại chụp hình cũng như là mình tận hưởng cái khung cảnh ở xung quanh này. Các bạn thấy bên ngoài đường là mình có xe mô tô. Như Mỹ là họ hay đi mô tô giống vậy để họ đi nhưng mà họ tận hưởng được cái nắng, cái gió cũng như là cảnh đẹp ở cái vùng đất này của Mỹ ha. Ở đây có một cái đường nhỏ mình nghĩ là có thể đi xuống dưới phía dưới thung lũng các bạn. Đây là những cái trail nhỏ rất là sâu hun hút luôn á, thì các bạn nếu mà sẵn sàng có giày có gậy thì các bạn có thể chuẩn bị đi để mà thám hiểm cái vùng núi này. Các bạn mình đang đi vào thung lũng Tuyệt Tình Cốc. Ok các bạn, bây giờ mình chuẩn bị vào thành phố Gatlinburg rồi ha. Còn khoảng 2 phút nữa là tới cái khách sạn mà mình đặt. Đây là một cái thành phố nhỏ ở trên núi. Đó, rất là đẹp đó các bạn. Những kiến trúc ở đây rất là đặc trưng luôn. Thì vừa mới lên đây là mình bắt đầu có cái tín hiệu LT trở lại rồi. See that bridge up there? The bridge? Oh, right, yeah. Right, oh yeah. Right there. Pretty close. So we need to drive anywhere. Các bạn đó, ngày hôm nay là người Mỹ họ đi xuống thành phố này chơi rất là đông. Cả hai bên đường cũng rất là vui các bạn ha. Ngày hôm nay có rất là nhiều người Mỹ xuống đây. Chơi chắc mình nghĩ là họ đi tham quan cây cầu vừa mới khánh thành, nó một cây cầu treo nó nằm ở trên những cái đỉnh núi phía trên kia. Memorial Day của Mỹ cho rất là vui. Ngày lễ tự để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh khi phục vụ quân đội Mỹ. Đây chỗ này mình thuê để mình ở. Ok, bây giờ mình sẽ vào đậu xe. Hello, how are you doing? Yeah. Can we check in?
Ok các bạn, thì mình đi hơi sớm cho nên người ta chưa có cho mình check in vô. Thì theo luật mà các khách sạn ở Mỹ thì 3 giờ mình được check in vô. Thì mình vô thử thì nhầm khi có phòng họ cho vô. Tại hồi đó mình đi những cái khách sạn khác thì nhầm khi họ cũng cho vô luôn, nhưng mà khách sạn này nó nói cũng 3 giờ, tại vì bây giờ room những cái phòng họ còn đang clean up, tại vì khách họ ra trễ cho nên cực quen. Thì chút xíu nữa mình sẽ quay lại. Ok các bạn, ở đây là cái phòng mà khách sạn mà mình vừa mới check in nè. Phòng nhìn rất là rộng rãi, sạch sẽ và cái màu rất là ấm. Đây, đây mình có hai giường ha, đặt hai giường. Ở phía dưới là lót thảm, thì ở đây dùng cái cọt này để mà làm cái chìa khóa của cái phòng. Ok, đó, đây là chung quanh phòng, rất là rộng rãi và sạch các bạn. Phòng này hôm bữa là mình mướn là hai ngày đó, tức là hai đêm đó, thì khoảng 200 đô. Ok, tại vì mình nghĩ là lễ cho nên nó hơi mắc một chút xíu. Nếu mà các bạn đi những ngày thường thì chắc có rẻ. Còn ở đây là mình sẽ đi ra phía sau. Lúc nãy thì cái anh tiếp tân, quầy tiếp tân anh hỏi là mình muốn lầu mấy, thì mình nói lầu 1 thôi các bạn. Đây lầu 1, lầu 2, lầu 3 có phòng hết. Đây, ở đây là phía sau. Đây là mở cửa ở phía sau. Đây có bộ bàn để ngồi. Nhìn tuốt lên kia các bạn thấy có một cây cầu không? Nó cây cầu băng ngang. Đấy, đây là cây cầu mà mình sẽ đi lên. Cây cầu này vừa mới khánh thành cỡ khoảng một tuần trước thôi. Đây là cây cầu mà ở phần giữa cây cầu nó có một cái tấm kính để các bạn nhìn thẳng xuống dưới luôn. Đó, nhìn thẳng xuống dưới phía cái thung lũng ở dưới luôn. Mình sẽ đi lên đó cho các bạn xem ha. Ok, còn đây là phía sau ở phòng mình. Rất là yên tĩnh các bạn. Đây là khu vực ở vùng núi cho nên rất là yên tĩnh và rất là đẹp. Hiện tại thì ở ngoài rất là nóng cho nên là mình đi vào trong.